Xin chào các bác nhá, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Minh Lạnh. Hôm nay thì em không livestream ở nhà em nhá. Em không livestream ở nhà em, thế nên là em làm lên cho các bác làm cái video tầm khoảng chục mã đà nhỏ nhỏ thôi. Đấy, các bác xem ưng con nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716 nhá. Đấy thì bây giờ em sẽ đăng tải cái video này lên trước này, sau tầm khoảng 8 giờ nhá các bác nhá. 8 giờ thì hôm nay em sẽ quay livestream là âm thanh. Đấy, toàn những âm thanh đẳng cấp nhá, và những cái bộ loa hoặc là những cái âm ly đắt tiền. Đắt tiền rẻ tiền bốt bủng tất cả các loại những dòng thương hiệu nhá. Thì tối nay em sẽ lên cho bác cái nhà ông đấy, ông đấy cực nhiều luôn. Và đặc biệt là tối nay em sẽ để số điện thoại của người ta luôn nhá. Em kết nối giữa các bác và với ông đấy thôi, ông anh em thôi. Đã chuyên về âm thanh và toàn những âm thanh và số lượng lớn nhá. Đấy thì cho các bác nào mà có thể là lấy về bán này thì cũng được, vì giá là bao giá thị trường cho bác luôn rồi. Đấy mà con nào lấy về chơi cũng được, đều ok hết nhá. Thì hẹn các bác là 8 giờ tối ngày hôm nay. Đấy, hôm nay là ngày 25 à? Đúng không? Hôm nay là ngày 25, tối tới ngày 25 là tối nay đấy nhá. Thì bây giờ em sẽ là quay một cái video chụp cái mã đài nhỏ nhỏ. Đấy, các bác nào xem mà ưng con nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em nhá. Đây, lên cho bác một em này nhá. Em này cũng để cho bác giá là một đồng tư luôn. Đấy, nói luôn cho bác là một đồng tư. Con này là con Hitachi. Các bác nhá, Hitachi. Đấy. Con này vô đen của nó TDK 8270 1.4 triệu. Để bác nào bốc nốt đi cho nó hết đi. Này. Đấy. Xin điều trần đầu tiên đấy, được cho là sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 tới. Con này về dọn cassette đi. Đấy. Con này con đài to quá nhá. Con này cái bảng của nó 50 đây. Diễn thời tiết các vùng miền trên thế giới. Giải 90. Radio thì ok rồi, về dọn cassette thôi. Cái con này nó mỗi một cái lỗ nhỏ đây, nó bị sứt mỗi tí 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 ở cái chỗ góc bé tí thôi nhá. Cái này thì không ai nhìn thấy được, mỗi vậy thôi. Đấy, con này của nó là 50 nhá. Đây, có nhìn chưa? Ngang 50, con nào con to đấy. Đấy, tìm hết giá bác là một đồng tư thôi. Bác nào ưng thì liên hệ cho em nhé. Mã này là mã số 741. 1.4 triệu. 741 1.4 triệu nhá. Chục mã nhỏ nhỏ thôi. Đấy, các bác xem video thì cho em xin một like. Mã nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đây là Sony này các bác. Bọn em Sony CF1490 này. Sony CF1490 nhé. Mấy con này cũng giá hợp lý thôi. Đứt dây giải tần rồi. Đấy, quên mất chưa thử cassette. Con này về các bác phải lắp lại cái dây giải tần, không biết nó tuột hay là đứt ấy. Đây xả cho bác này, 600 nghìn nhé. Đấy, Sony CF1470 nhá. Tình trạng đài tình trạng đài thì còn ok. Đấy, 600k thôi. Mã này là mã số 742 chứ. Mã số 742 các nhá. 600. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Toshiba này, em lên nhanh 10 mã thôi. Để còn nó tải lên nhanh thì còn sang bên kia chuẩn bị để quay livestream cho các bác cái buổi livestream kết nối đam mê âm thanh cho các bác. Gọi em livestream kết nối đam mê thôi. Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Cái phần này có phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Con này cũng đang bị kẹt này, đang bị kẹt chưa mở cửa băng nhá, giải 90. Toshiba các nhá. Đấy. RT2130 650.000. Mã này là mã số 743 610. Đấy. 743 nhá, 650.000. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716. Đấy, tiếp tục là lên cho bác một em Sony. Đấy, CF1500 nhá, Sony CF1500. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đấy, đây. Con này không có tiếng gì à?
tới tiếng. Này chưa tiếp vào điện. Này do chân. À, lỏng chân các bác nhá, lỏng chân. Đấy, và sao cũng vào điện. Lỏng chân. À, lỏng chân các bác nhá. Bệnh gia tăng thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng đại học thế giới, giáo sư Trương Nguyện Thành cho rằng nó lỏng chân. Đấy. Bác nào lấy con này này. Sony này. Đấy, về dọn cassette giải 90 không nhá. Còn đủ đồ đẹp luôn này. Đấy. Mã này là mã số 75. 75. À, 74. Mã số 744 luôn nhá. 800k. Đấy, 744 800k. Đây tiếp tục là một em Sony nữa này. Một em Sony CF1560 rồi nhá. Sony CF1560. Đây. Cái này cassette chưa chạy đâu. Đấy, về các bác dọn nhá. Này nó đang bị bẩn trên ép thứ thôi. Về các bác dọn. Sony CF1560 này. Bác nào lấy con này về dọn 700 nhá. Mã này là mã số 745. 700k nhá. Ô con này còn thiếu nắp pin nữa. Thiếu nắp pin thì thôi bác để cho bác giá 600 thì xả luôn thôi. Thiếu cả nắp pin nữa. Đây. Đấy. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đây tiếp tục lên cho bác là một em Sony thôi nhá. Sony CF15. Sony CF151 1511. Lên khi mệt mỏi, căng thẳng, lao động nặng và trong thời tiết, đau có thể lan lên đầu, tay, cánh tay còn có kèm hoa mắt, chóng mặt, rụt tay. Về dọn cassette của nhá. Đây. Các biến chứng nặng nề có thể làm cho đấy. Cuộc sống cổ. Giải 90. Mã này là mã số 746 này, 650.000 nhá, giải 90, 746, 650. Đấy, còn khá đẹp luôn. Đây có con này nhìn rất chất này, nhưng con này đang thiếu một cái tay sách này. Đấy, Aiqua này, nhìn rất chất luôn nha các nhá. Nhưng mà thiếu một cái tay sách. Xả cho bác luôn nhá. Đấy. Con này nó bị đứt dây giải tần rồi. Đây bác nào lấy này, nhìn rất đẹp luôn. Nói chung là để chơi thì không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Giá là 600.000 thôi. Mã này là mã số 747 có nhá. 600. Con này con ai qua mua đen của nó là TMR355 có nhá. TMR355. Đấy. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Đây liên tiếp cho bác của em Sony này. Ui, con này đang thiếu đồ rồi. Đây. Có Sony này, thiếu núm chỉnh này. Đấy. Sony này. Đấy.
CF1400 đâu? À đây đây, thì đúng rồi. Đây nó bị tuột ra có nhá. À đủ đồ đấy. Đủ đồ nó bị tuột ra thôi. Đấy, nó bị tuột ra. Đấy. Đúng rồi. Cắm thử cho bác xem. Nhưng đây là cũ tàu 100% bây giờ hiện nay là sản xuất bên gần bản đấy hết. Làm việc mà chúng ta phụ nữ cống không biết người dệt, chỉ dùng bông đem đổi lấy tài. Họ đem về làm khăn phiêu với những hoa văn tử tế đội đầu. Đấy, Sony CF1400 đấy. Bác nào lấy để cho bác giá là 700k thôi, giải 90 nhá. Mã này là mã số 748. 700 rồi nhá, 748. Ơ, 749 đây chứ nhỉ? À chưa chưa, 748. Đây tiếp tục là lên cho các bác một em này là em gì đây? Hitachi 555110 có nhá. Mono. Đấy. Đấy. Nó bị bẩn thôi. Đấy, nó bị bẩn thôi nhá. Về các bác chọn nhá. Đấy. Mã này là mã số giải 90 thôi nhá. Đấy, bác nào lấy con này để cho bác về có bác dọn 550.000. 550. Đây là nốt cho bác một mã cuối cùng lên đây. Đấy, xả cho bác chục mã thôi. Đấy, một em Zergam của hãng Mitsubishi. Này. Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Đấy các bác kết nối đam mê âm thanh nhá. Hẹn các bác là 20 giờ tối nay. Các bác lưu ý mà nhớ theo dõi nhá. Đấy. Đây con này rất đẹp luôn. Sắp đi qua. Chỉ còn rất ít ngày nữa là đại hội sẽ diễn ra và chúng tôi mong rằng toàn xã hội mà trước hết là công nhân viên chức lao động hướng về đại hội bằng những cái hành động cụ thể. Toàn xã hội quan tâm. Đấy. Con Zega này rất đẹp luôn, ZR601 này. Đấy, bác nào lấy về mà để chơi được, nó cũng đẹp, nó chất của hãng Mít đấy. Mã này là mã số 750-900 cho bác thôi nhá. 750-900, ok. Đấy, các bác ưng con nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975-775-716 nhá. Đấy, hẹn các bác là 20 giờ tối nay nhá, hôm nay là ngày 25. Đấy, 20 giờ tối nay. Đó, các bác theo dõi buổi live trực tiếp của em nhá. Đấy, review tất cả những âm thanh mà hiện tại nhà bác Tuấn đang có luôn. Đấy, xin chào các bác. Hẹn các bạn các bác 20 giờ tối nay nhé.